Em chào các bác. Chào các bác đã quay trở lại và xem video của em. Và buổi ngày hôm nay thì em Trâm lên sóng và giới thiệu tới tất cả quý khách hàng gần xa xem một cái mẫu xe mang tên là mẫu xe Kia Morning nhá. Mẫu Kia Morning này sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu năm 2013. Bản đặc biệt các bác nhá. Đây là một bản đặc biệt. Trước này nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về và được trang bị cực kỳ là nhiều option, cực kỳ là nhiều đồ chơi. Và đây là một mẫu xe gia đình các bác nhá. Mẫu xe tên tư nhân chính chủ. Em mua của một người ở gần khu vực nhà em, biển 34. Đấy các bác thấy này, biển 34A 27936 đúng không ạ? Một chiếc xe còn rất là đẹp và độ zin còn rất là cao, còn độ zin còn cực kỳ là cao luôn nhá. Đấy các bác nhà mình hãy chú ý đón xem chi tiết về cái mẫu video là của em đăng lên. Đấy, các bác hãy đón xem thật kỹ về cái mẫu video này nhá. Đấy. Một chiếc xe còn cực kỳ là chất, cực kỳ là đẹp luôn, độ zin còn cực kỳ là cao. Từ cái đèn nhé, đèn pha trước rồi đèn hậu sau hoàn toàn là còn nguyên zin các bác nhé. Đấy, vào đây các bác xem này. Đấy. Ở dưới này hoàn toàn là bằng led này, ở trên là bi này các bác nhé. Đây cũng là bi này, đây cũng là bi này. Đấy, đèn nguyên zin, đèn zin nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, và la dung đúc này, la dung đúc này cũng là đang đúc nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy, phanh ABS và rất là nhiều túi khí ở trên cái mẫu xe này. Mẫu xe này được trang bị là 6 túi khí an toàn. Đấy, và có cả đề khóa thông minh nhá. Đấy, nút bấm từ này. Nút bấm từ cho các bác mở cửa được tiện và lợi hơn, được tiện lợi hơn đúng không ạ? Đề khóa thông minh start top các nhá. Đấy, đề khóa thông minh start top này. Đây chính là cái điều khiển của xe này. Đấy, điều khiển của xe đây nhá. Có màn hình và có camera tiến này. Camera tiến, camera lùi được thiết kế ở vị trí này. Vô lăng đây nhá. Đấy, những cái phím rảnh tay. Đấy, điều hòa auto tự động. Đấy, sấy ghế có nhá. Có sấy ghế này. Đấy. Đấy, đầu đài hoàn toàn là nguyên zin theo xe. Và là ghế da cũng là ghế da nguyên bản nguyên zin theo xe có nhá. Đấy, ghế da này. Đấy, một bộ ghế da còn rất là đẹp và rất là mới luôn. Ghế da trên dưới trước sau rất đẹp và rất là mới luôn nhá. Đấy. Rất là nhiều túi khí. Chiếc xe được trang bị cực kỳ là nhiều túi khí luôn. Đấy, ghế da zin nguyên bản theo xe này. Chiếc xe này thì em mới lấy về trong ngày hôm qua nhá. Và hôm nay thì cho vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ rồi thì bắt đầu cho lên sóng gửi tới các bác nhà mình xem và cảm nhận. Chiếc xe đảm bảo bác luôn là cam kết cho bác luôn là máy số là còn nguyên zin, keo chỉ là còn nguyên zin nhá. Máy số nguyên zin, keo chỉ cột kèo là hoàn toàn là còn nguyên zin, chưa làm gì. Và chiếc xe này thì các bác mua về là cũng sẵn dùng ngay thôi nhá. Không phải sửa sang, không phải làm bất cứ thứ gì ở trên cái mẫu xe này. Đây, phía đằng sau đây ạ. Đây là cái phần cụm đèn sau, cụm đèn hậu của xe nhá. Được trang bị hoàn toàn là đèn led. Đây, ba dọc đèn led này, 1, 2, 3 này. Chiếc xe nhập khẩu bán đủ, một chiếc xe bán đặc biệt các bác nhá. Hiện tại thì bên em còn một chiếc nữa là biển bán Việt Nam. Bản Việt Nam thì đang để ở trong bãi kia. Bản Việt Nam kia thì nó sẽ thiếu đồ. Đấy, nó sẽ ít đồ hơn. Mẫu này chạy cực kỳ là sướng luôn nhá. Rất là đầm và chạy rất là chắc. Độ cách âm, cách nhiệt, cách ồn của xe cực kỳ là tốt. Mẫu xe đẹp gần như là không có một chỗ nào để chê. Tất nhiên là chỉ chê là nó hơi cũ theo thời gian một chút thôi. Chứ còn thì không có lỗi để cho bác chê nhá. Đấy, không lỗi cho các bác chê. Đấy, đèn nguyên zin nguyên bản theo xe và các bác thấy này, còn rất là sáng bóng. Đấy, rất là sáng bóng luôn. Bây giờ em sẽ quay các bác xem chi tiết về cái mẫu này nhá. Đấy, quay gần và quay làm sao chi tiết nhất để các bác xem, các bác cảm nhận về cái mẫu xe mang tên là Kia Morning nhập khẩu của bên em. Mẫu này nó rất là nhiều bản các bác nhá. Các bác lưu ý là mẫu này rất là nhiều bản luôn. Đấy, bản này là của em là bản đặc biệt, bản cao cấp. Và đây là một mẫu xe bán đủ kịch đồ luôn. Bán đủ kịch đồ luôn các bác nhá. Đấy, gương cũng được tích hợp sinh nhan gương luôn này. Đấy, gương cụp điện. Có thấy không ạ? Đầy đủ đồ luôn. Và la răng đúc này là cũng là la răng đúc theo xe nhá. Và cái phần diềm này, đấy, phần diềm ở dưới này cũng là nguyên theo xe các bác nhá. Đấy, cái phần body đó, body kit. Phanh ABS. Đấy, một chiếc xe Kia Morning có cả phanh ABS luôn. Và lốp của chiếc xe này thì còn tương đối là dày nhá, còn tương đối luôn.
Mẫu này hoàn toàn các bác mua về là chỉ việc đi thôi, không phải sửa sang, không phải làm gì trên cái mẫu xe này nữa nhá. Không phải mất tiền. Đấy. Không phải mất tiền vào đâu nữa. Chiếc này thì bên em rút hồ sơ nhanh gọn cho các bác luôn. Nếu các bác có nhu cầu. Bây giờ thì em sẽ quay gần và thật chi tiết và quay chậm hơn để các bác ngắm về cái mẫu xe mang tên là Kia Morning của bên em. Ở bên em thì các bác biết rồi, toàn xe chất thôi đúng không ạ? Bên em bán ra thì có cam kết và có đảm bảo cho các bác luôn là xe không lỗi, không đâm xô, không ngập nước, không tai nạn các bác nhá. Để cho các bác yên tâm, cam kết cho các bác nhà mình yên tâm luôn nhá. Nếu bác nào xa thì các bác đến xem xe không bị mất công đúng không ạ? Đây là hình thức bên ngoài của cái mẫu xe Kia Morning mà hiện tại thì em đang quay các bác xem là phần đầu của chiếc xe đúng không ạ? Phần đầu của cái dòng xe Kia Morning đời đời cao đấy thì các bác thấy được thiết kế ra nhìn rất là khỏe khoắn và rất là dũng mãnh luôn đúng không ạ? Rất là mố luôn. Cái phần tản nhiệt này nhá, xung quanh phần tản nhiệt này được có mại lốp hết rồi. Đấy. Phần đèn gầm cũng vậy, đèn gầm còn rất là sáng luôn nhá, đèn gầm rất là sáng bóng luôn. Đấy, sơn xi thì sơn zin của cái mẫu xe này nhá, cũng chia sẻ quá là mẫu xe này sơn zin còn lên tầm khoảng 85% luôn, 85% là sơn zin luôn các bác nhá. Đấy, đăng kiểm này, đấy, rồi kính này. Đấy, kính đây có xe này, số 11 này. Tất cả kính của xe là chưa thay một kính nào các bác nhá. Đấy, vẫn là kính zin, kính nguyên bản theo xe luôn. Đấy, đây là gương này. Đấy, những cái phần nhựa của xe này các bác thấy này. Đấy, phần nhựa xe rất là đẹp luôn, rất là tươi. Và nó vẫn còn đen nhánh luôn này, đúng không ạ? Cái dòng xe nhập thì về hình dáng thì nó sẽ là giống nhau. Đấy, nhưng mà về chất lượng và về những cái phần option của nó sẽ là khác các bác nhá. Đấy, khác rất là nhiều. Và cân nặng của cái dòng này nó cũng sẽ khác so với dòng xe Việt Nam. Các bác hiện tại thì đang xem về cái hình thức bên ngoài của mẫu xe Kia Morning. Các bác ơi vui lòng đợi em một chút thì em sẽ quay đến cái phần nội thất này, rồi đến cái phần khu vực khoang máy, rồi gầm của chiếc xe nhá. Em sẽ quay lần lượt và chi tiết từng bộ phận, từng phần một cho các bác ngắm về cái mẫu xe Kia Morning của bên em luôn. Đấy, mấy khi mua được cái mẫu xe đẹp đúng không ạ? Cho nên em sẽ review kỹ một chút và lô một chút để các bác ngắm. Anh này anh ở gần khu vực nhà em nhé. Và anh ấy không có nhu cầu sử dụng cái mẫu xe này nữa, cho nên là nhượng lại cho bên em. Anh ấy chuyển đổi xe to cao hơn, rộng rãi hơn. Đấy các bác xem này. Đấy, bom dáng cực chuẩn luôn. Không phải là khen đâu ạ, nhưng mà các bác thấy chỉ cần là nhìn qua cái mắt thường thôi thì các bác có thể là nhìn nhận thấy là cái chiếc xe này nó độ chất như nào. Đấy, lốp na răng các bác nhá. Đấy, lốp này, vỏ lốp của xe rất là dày luôn. Những cái vấn đề mà các bác không nhìn thấy, ví dụ như là máy số gầm bệ, những cái chất lượng của xe thì bên em đảm bảo và cam kết bảo hành cho các bác luôn, để các bác có sự yên tâm, để các bác ở xa và đến thì không lo lắng là đi bất công nhá. Đây đèn này, đèn trước đèn sau hoàn toàn là đèn nguyên, nguyên bản theo xe từ mới luôn các bác nhá. Đấy, và cái dòng đèn này rất là dày, vỏ nó rất là dày luôn. Đấy, đằng sau hoàn toàn là bằng led các bác nhá. Đấy, thiết kế nó hoàn toàn là giải đèn led hết. Có cảm biến lùi các bác nhá. Đây cảm biến lùi này. Đấy, còn đây là đèn các bác này, mình vào số nó sẽ có tín hiệu lùi. Đây, cái đuôi anten ở trên này. Đây, còn đây là đèn phanh nhá, đèn phanh. Đấy, sơn xì các bác thấy này, rất là bóng mượt, sạch sẽ luôn. Đấy, các bác thấy các bạn, em đang quay tương đối là sát và chi tiết mẫu xe Kia Morning này. Một lát nữa thì em sẽ quay và các bác sẽ ngắm về cái phần nội thất bên trong nhá. Em đang mở dần những cái cánh cửa và cốp của xe ra rồi. Kính của xe thì cũng được dán 3M rồi nhá. Đây có một số cái đây cái tem này vẫn dán nguyên này. Đây, tay cầm tay mở này được bọc inox hết rồi.
Trước này thì như lúc nãy em cũng đã giới thiệu, bên kia cũng có một nút bấm từ nhá, bên đây cũng vậy nhá. Các bác chỉ cần đeo chìa khóa trong người và hoặc là đút chìa khóa trong túi. Đấy, mở cửa thì chỉ cần bấm vào đây thôi thì tự động khóa là sẽ bị sẽ được mở ra. Đấy, kính này vẫn là kính zin nhá, chưa thay, vẫn là chữ Hàn Quốc này, và cũng được dán thêm một cái gương cầu. Đấy, cái gương cầu nữa thôi. Rồi, tương đối là chi tiết về cái mẫu Camelink này phía bên ngoài. Còn thì ngay bây giờ đây thì em Trâm xin mời các bác xem ở bên trong nội thất của xe nhé. Các bác đang xem video này của em mà chưa ấn đăng ký kênh thì các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh ngay nhé, để thường xuyên cập nhật, thường xuyên theo dõi những cái mẫu video, những mẫu xe em đăng lên. Đấy. Bên em thì ngày nào cũng thế. Đấy. Gần như là không bỏ ngày nào luôn nhá. Gần như là không bỏ ngày nào. Ngày nào cũng có vài cái mẫu video được đăng lên để các bác xem và tham khảo lựa chọn. Đấy, một chiếc xe bản đủ các bác nhá. Đấy. Đây, có chốt cửa này. Đấy, một số các chức năng thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu sơ rồi. Thì một lát em sẽ giới thiệu thêm nhá. Bây giờ đi đến đâu thì em sẽ giới thiệu đến đó để các bác biết về cái mẫu xe Camelink này luôn. Đấy, các bác thấy không ạ? Một bộ ghế da này. Đấy, xe chạy ít hay chạy nhiều các bác chỉ cần nhìn vào một số các chi tiết như là vô lăng này, đúng không ạ? Đấy, vô lăng, đấy, vô lăng, củ số và ghế da. Nếu mà ngồi nhiều, đấy, ngồi nhiều thì tất nhiên là cái ghế da này nó sẽ bị bong chóc hay bật, hay là mòn, hay là lứt, đúng không ạ? Hay dạn, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà các bác thấy này, cái bộ ghế da của xe rất là mới luôn. Bộ ghế da trên dưới trước sau của xe rất là mới luôn này. Ghế da zin nguyên bản từ bên Hàn Quốc các bác nhá. Từ lúc mới luôn. Và đây là vô lăng này. Vô lăng cũng vậy, không có một cái hiện tượng bị bong chóc gì. Đấy. Mòn cũng gần như là cũng không có luôn. Đấy, hiện tượng mòn gần như là cũng không có trên cái vô lăng này luôn này. Đấy, và đây là củ số các bác nhá. Vô lăng này có một túi khí ở giữa và những cái phím điều khiển ở xung quanh. Đấy. Đây các bác thấy này, đây là như là chỉnh âm thanh này, volume này, rồi đây là nghe điện thoại này, các kiểu luôn, kết nối Bluetooth. Đấy, phần tắp lô. Đây, phần tắp lô xe đây nhá. Đấy, phần tắp lô xe này. Ở chỗ này là loa, được trang bị loa. Và loa dòng này nghe thì cực kỳ là hay. Cực kỳ hay luôn có nhá. Đấy, đồng hồ này. Đấy, hệ thống âm thanh. Hệ thống âm thanh đầu đài nguyên bản theo xe có nhá. Hệ thống điều hòa auto tự động còn sử dụng tốt hai chiều, nóng lạnh luôn. Đấy, cổng AUX, AUV này, AUV, AUX này. Và đây là chính là nút start top nhá. Để khóa thông minh start top được làm vị trí này. Chiếc xe được vẫn còn hai chìa khóa nhá. Đấy, vẫn còn hai chìa khóa thông minh luôn. Chìa khóa zin vẫn còn hai chìa. Và đây chính là những nút sấy ghế này. Đấy, nút sấy ghế nhá, hai ghế hai nút này. Đấy. Còn đây là cần phanh tay. Đấy, sàn này. Còn bây giờ thì đến một cái cánh cửa của đằng trên của bên lái, mời các bác xem. Nội thất của dòng này thì được trang bị hoàn toàn là màu đen. Hoàn toàn là màu đen các bác nhá. Màu đen thì nó sẽ sáng và sạch sẽ hơn. Và keo chỉ này các bác xem này, keo chỉ là còn nguyên zin nhá. Nguyên zin cả xe luôn. Những cái gioăng cửa xe rất là đẹp. Và tắp đi cánh cửa xe cũng vậy, rất là tươi và sáng này. Cái đồ nhựa của cái dòng xe nhập ấy, nó cảm giác nó rất là dày. Đấy, đây loa check nữa đây. Đấy, hệ thống gương chỉnh điện. Đấy, kính chỉnh điện. Và đây là những cái nút chốt an toàn này. Đấy, tay mở cửa. Còn đây là phần vách cửa nhá. Các bác yên tâm rằng là những con bu lông, những con ốc vít ở trên xe này đấy là chưa vặn. Đấy, chưa tháo rồi. Đấy, từ những cái vách cánh cửa này, bản lề cánh cửa này, rồi cho đến phần khu vực máy nhá. Đấy, khu vực máy là cũng chưa động một cái cà lê mỏ lết nào đâu. Đấy, ghế vừa rồi em quay rồi đúng không ạ? Đấy, vách cửa nữa này. Đấy, một số vị trí ở trong đây thì bên em vẫn để nguyên nhá. Để nguyên, không vệ sinh. Chỉ vệ sinh ở phần trong thôi và rửa bên ngoài thôi. Và máy thôi nhá, chứ còn những vách cửa thì các bác biết là đi nó sẽ bẩn, cho nên là cũng không vệ sinh những vị trí đấy.
đấy, mép cánh cửa này, cái mép cánh cửa tiếp theo của xe. Keo chỉ hoàn toàn nguyên zin và những cái phần gioăng cái cửa xe thì các bác thấy hoàn toàn rất là đẹp. Đấy, đồ nhựa xe rất là tươi. Mép keo chỉ cánh cửa đây. Đấy, những cái gioăng này nhá. Đấy, không bị rời rụng bất cứ một cái chi tiết nào. Đấy, đây là cái phần lòng trong của cánh cửa này. Đấy, bộ ghế da zin này, bộ ghế da zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, ghế da rất là dẻo dai luôn. Đấy, lý cái phần lý phần cốp thì vẫn còn nguyên nhá. Sàn đẹp. Và bây giờ đến khu vực cốp. Đấy, khoang cốp của xe thì hoàn toàn vẫn là lý. Đấy, lốp dự phòng vẫn còn nguyên nhá. Lốp dự phòng, lốp này là vẫn là lốp nguyên zin theo xe có nhá. Và rất ít khi là hạ xuống đi dưới đường. Đấy, và khoang cốp của xe các bác xem. Và ghế này thì có thể gập lại xuống nhá. Các bác ấn nút này này. Ấn nút này có thể là gập lại ghế xuống này. Đây đây. Đấy, đậu trong cái thứ này. Đấy, cabo cốp này. Keo chỉ là nguyên zin hết nhá. Đấy, một cái cánh nữa, một cái cánh đằng trên của bên phụ. Bốn cánh đều tăm tắp luôn các nhá. Đây, keo chỉ mép cánh cửa hoàn toàn là còn nguyên zin. Cam kết với các bác luôn là cả xe không mất một phân keo chỉ nào nhá. Đây, vách này. Đây, phần tắp đi, tắp đô xe rất tươi sáng luôn. Và cái vị trí này thì chủ xe trước người ta bọc và bọc da các nhá. Đấy. Đây là bọc da này rồi, chỗ này là phần này là bọc da lại này, cũng chia sẻ với bác là chỗ này là bọc lại rồi. Đấy. Trước này nó là lý và chủ xe trước thì muốn cho nó sạch sẽ hơn và đã bọc là lý bọc da bên ngoài. Đấy, bọc da bên ngoài. Thì có một vài vị trí chỗ này nó không được căng lắm này. Về các bác này là mình ấn vào nhá. Từ những cái vị trí nhựa này thì cũng đã được bọc để tránh sự xước xước sát khi các bác bước ra bước vào, đúng không ạ? Đây, vách cánh cửa này nguyên các bác nhá. Và những con khóa cửa rất là sáng luôn. Đây, ghế này. Đây, Aria. Đây các bác thấy này. R3 đúng không ạ? Đây các bác thấy này. Đây chính là cái biểu tượng của túi khí. Và trên đây cũng vậy nhá. Đây, túi khí nữa đây nhá. Đây, và đây túi khí nữa nhá. Đây, rất là nhiều túi khí luôn. Trần lý nguyên bản theo xe và còn rất là mới này. Đấy, rất là đẹp và rất là mới luôn. Đấy, và đứng vị trí này thì quay các bác xem cái phần tablo này. Đây, tablo đây các bác nhá. Đây, túi khí đây, cốp đồ này. Rồi bây giờ thì em sẽ tiến hành quay các bác xem một cái cánh nữa, cánh đằng sau. Cánh đằng sau của bên phụ này. Đấy. Đấy, đồ nhựa xe đây nhá. Đấy, gió nó đang thổi đồ nó ấy vào đấy ạ. Rồi, những cái mép cánh cửa đây, đây các bác xem. Lòng trong mép cánh cửa này. Đấy, bốn cánh đều nhau luôn các bác nhá. Đấy, chiếc xe độ zin quá cao đúng không ạ? Vậy là các bác chỉ việc đi thôi. Rồi, em cũng đã quay xong cái phần độ ngoại thất. Rồi bây giờ thì đến cái phần gầm và máy nhá. Đấy, cú lốp này. Mọi đây là phần cú lốp nhá. Đấy, gầm sàn đây. Gầm sàn đây các bác nhá, cực đẹp luôn. Bây giờ thì mời các bác xem đến phần
khu vực máy của cái chiếc xe Kia này. Đấy, cửa đóng rất chắc đúng không ạ? Đấy, quay lốt các bác xem một gần bên đây nhá. Không có hiện tượng han dỉ, han mọt hay là móp méo gì đúng không ạ? Ok. Bây giờ thì mời các bác xem đến phần khu vực máy này. Đấy, phần da máy của xe rất là sáng nhá. Đấy, tất cả những con bu lông đây là chưa vặn các bác nhá. Bu lông gốc vít của cái khu vực máy này là chưa vặn đâu. Máy nguyên zin luôn, đảm bảo cho bác nhà mình được yên tâm. Đấy, cabo nhá. Máy không khô đét luôn, không một giọt dầu nào chảy ra. Lỗ thì cực êm và chạy bốc khỏe nhá. Và động cơ của mẫu này là máy 1.0, dòng xe nhập khẩu đấy quá biết rồi đúng không ạ? Cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và em cũng chia sẻ nhiên liệu về cái mẫu xe Kia Morning này thì nó rơi tầm khoảng 5 lít trên dưới 5 lít trên 100 km, cực kỳ là tiết kiệm, siêu tiết kiệm luôn. Các bác mua về mà đi có thể là thay xe máy được đúng không ạ? Rồi ok nhá, thì mời các bác đến địa chỉ cửa hàng số 507 Lê Thanh Nghị ở thành phố Hải Dương để được xem xe. Đấy, đường Lê Thanh Nghị ngoài kia, và các bác rẽ vào trong đây một chút nữa thì sẽ tới bãi xe bên em. Đấy, rất là nhiều mẫu xe để các bác tham khảo và lựa chọn, thì các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhớ nhấn một lần nữa lần thông báo chuông để mỗi khi em đăng lên các bác sẽ được tiếp cận và cập nhật. Và trước khi các bác lên xem thì các bác hãy điện thoại để được chỉ đường chi tiết hơn và tư vấn chi tiết hơn theo số điện thoại là 0938586307 nhá. Hiện tại thì trong kia đang có rất là nhiều khách đang xem đúng không ạ? Vâng, ok, em cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh bán hàng của bên em ạ.